Chào các bạn, chào các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty Thiên Vương Kiên. Nên trên tay cho các bạn là máy chưng cất đạn tự động ATN300 đến từ China. Máy chưng cất đạn tự động ATN300V hay còn gọi là máy phân tích protein là sản phẩm được hãng thiết kế dựa trên phương pháp Kandan. Nó chủ yếu sử dụng để phát hiện trong thực phẩm, từ sản phẩm sữa, đồ uống, thức ăn chăn nuôi, nitơ amoniac, nitơ protein, vân vân, hoặc là trong đất, trong nước cũng như là trong thuốc hoặc là trầm tích cũng như là hóa chất. Năm 1883, Johann Kandan là giới thiệu phương pháp mới để xác định nitơ trong các cái thể hữu cơ, cách mang hóa biệt nitơ với các cái chất mới. Kể từ đó phương pháp này đã trở nên hữu dụng và phân tích thực phẩm cũng như là phân tích thức ăn, phân tích đất và phân tích trong nước. Thì tại Khang Kiên sẽ cung cấp cho các bạn các cái giải pháp về máy chưng cất đạm cho các bạn có thể mua và luôn có sẵn để giao. Thang đo chưng cất là 0.1 đến 250 mg newton, mức thu hồi là 99.5%, cũng như độ lặp lại là cộng trừ 0.5%. Trọng lượng mẫu khô là dưới 6 g, mẫu dung dịch là dưới 16 ml, tốc độ chưng cất là 5 đến 8 phút trên mẫu, và chức năng cài đặt thời gian tự động bổ sung nước cũng như là acid boric và sodium hydroxide, và màn hình hiển thị trên LCD. Lưu lượng nước làm lạnh là 1.5 lít trên phút, công suất là 1.500. Rất là dễ sử dụng, trọng lượng 28 kg. Khi các bạn mua thì sẽ được cung cấp bao gồm ATN300 cũng như phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm, tài liệu hướng dẫn sử dụng và được lắp đặt cũng như vận hành tại công ty Thiết Bị Khang Kiên. Các bạn có thể lựa chọn thêm máy phá mẫu KDN08D của hãng với dung tích sử dụng phá mẫu bằng ống thủy tinh đi kèm, 8 ống phá mẫu đi kèm, rất dễ sử dụng và nó có độ tương thích cao. Khi các bạn lựa chọn cặp đôi sản phẩm chưng cất đạm và phá mẫu thì sẽ thuận tiện hơn cho các cái hệ thống sử dụng của máy. Có thể về KDN08 thì rất dễ sử dụng và có thể sử dụng một cách nhanh chóng. Với ATN300 thì có thể lưu trữ lên 20 bộ quy trình thí nghiệm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau sử dụng hệ thống làm sạch tự động và làm sạch các cái đường ống trong mỗi lần chưng cất mẫu. Từ đó thì có độ chính xác cho các cái đo phía sau, và sản phẩm mình luôn có sẵn được giao hàng ngay khi các bạn mua hàng tại Khang Kiên. Thì Khang Kiên luôn cung cấp các cái bộ chưng cất đạm cũng như hệ thống chưng cất đạm tự động cho nước mắm, cho thực phẩm, cho mỹ phẩm hay là cho chống đất, nước, trong thuốc, trong chấm tích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.